Xin chào quý anh chị ạ. Hôm nay em Tiến nhà phố Đà Nẵng sẽ giới thiệu đến quý anh chị một căn nhà nằm ở trung tâm quận Hải Châu ạ. Với diện tích là 42 m² nhưng giá chào của nó chỉ có 2.650 tỷ ạ. Căn nhà của mình thì nằm ở đường Nguyễn Hoàng ạ, với hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh ạ. Mời quý anh chị cùng Tiến tham quan. Hiện tại thì Tiến đang đứng ở vị trí sân để xe. Nhà mình thì có sân để xe rất là rộng ạ, với chiều ngang khoảng 3 m ạ. Đây, chúng ta di chuyển vào trong ạ. Sân để xe thì để được vài chiếc xe máy ạ. Tiếp theo là sẽ đến khu vực phòng khách ạ. Đây. Và xin nhắc lại quý anh chị là căn nhà này là có diện tích là 32 m² ạ, một trệt một lầu, hai phòng ngủ, với chiều ngang là 4m7 và chiều dài là 6m8 ạ. Với giá chào hiện tại là 2.650 tỷ ạ, hướng nam. Đây, quý anh chị hãy cùng xem khu vực phòng khách ạ. Đây, phòng khách được gia chủ bố trí với tông màu trắng ạ. Phía trước là ghế sofa. Theo chúng ta sẽ xem phía này thì nó có không gian bằng an đèn trần ạ. Khu vực này thì có bố trí máy lạnh và có kệ treo tivi và có tivi luôn ạ. Đây, quý anh chị nhìn xem căn nhà. Đây, khu vực phòng khách ạ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ di chuyển vào phía bên trong ạ. Ta cùng nhìn lại khu vực phòng khách một lần nữa. Đây, đây khu vực phía bên trong thì phía dưới cầu thang thì được gia chủ tận dụng làm chỗ để tủ lạnh, máy giặt và kệ để đồ. Phía bên này thì khu vực bếp. Đây, bếp có chậu rửa, bàn, hệ kệ tủ, kệ phơi chén. Bên này thì có hút mùi, cái chỗ thờ. Đây, bếp điện. Đây. Đây, cái bên thì có cầu thang. Ở tầng 1 này á thì chúng ta có một cái nhà vệ sinh ở phía dưới ạ. Đây, nhà vệ sinh. Ngoài tắm, chậu rửa, bồn cầu ạ. Nhìn lại khu vực bếp ạ. Đây. Tiếp theo thì chúng ta sẽ di chuyển lên tầng 2 ạ. Tầng 2 thì cầu thang được ốp đá, có gắn đèn ở bên và vách kính luôn ạ. Đây. Phòng khách ạ. Ở chỗ này thì gia chủ có làm một cái hộc để đồ á. Ở trong này thì chúng ta có một cái máy nước nóng mà. Đây, và cái chỗ để đồ ạ. Tiếp theo thì chúng ta di chuyển lên lầu 2 ạ. Lầu 2 của mình thì có hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh ạ. Đây, một phòng ngủ lớn ạ và một phòng ngủ nhỏ. Đây, khu vực sảnh ạ. Ở này thì đây khu vực phòng ngủ nhỏ ạ. Gồm có giường, kệ tủ để đồ, bàn làm việc hay là bàn trang điểm ạ. Máy lạnh rồi đầy đủ hết ạ. Đây, tủ thì có nhiều hướng luôn ạ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ di chuyển vách ở ngoài này á thì được ốp nhựa và có gắn đèn led luôn ạ. Ở giữa này thì có một cái nhà vệ sinh sử dụng chung cho hai phòng ạ. Đây, nhà vệ sinh thì có máy nước nóng trực tiếp, bồn cầu quạt rồi hết luôn ạ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ di chuyển lên phòng ngủ lớn ạ. Đây, phòng ngủ này thì rộng ạ. Có cửa sổ, cửa ra ban công luôn ạ. Máy lạnh, kệ tủ đồ lắp đầy đủ ạ. Đây, chúng ta cùng nhìn vào ạ. Cũng có tivi, lắp tivi luôn ạ. Đèn. Ở đây thì có một cái hệ tủ để đồ màu trắng rất là dễ thương ạ. Đây, rộng rãi ạ. Quý anh chị cùng nhìn lại phòng ạ. Có tranh, bàn ghế, hệ tủ chân ạ. Phía bên ngoài này á thì mình có một cái ban công mà. Đây, ban công phía ngoài luôn ạ. Mình nhìn ra khu vực để xe. Anh chị mà quan tâm căn nhà này á thì hãy liên hệ ngay cho Tiến theo số điện thoại 0976250114 ạ. Và đừng quên đăng ký kênh và like để theo dõi những video mới nhất của Tiến ạ.